những điều kỳ là chỉ người có tần số rung động cao mới trải qua bạn đã bao giờ gặp một người nào đó mang đến cảm giác như ánh nắng mặt trời chưa khi họ bước vào phòng mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bạn có thể không biết lý do tại sao nhưng bạn bị thu hút bởi họ đó chính là sự kỳ diệu của những người có tần số rung động cao những người này thường không nhận ra điều đó mang một loại năng lượng tích cực có sức lan tỏa có lẽ bạn đã cảm thấy một mối liên kết bất ngờ với một người lạ hoặc nhận thấy rằng thú cưng và trẻ em dường như yêu mến bạn mà không có lý do rõ ràng liệu bạn có phải là một trong những người này không trong video này chúng ta sẽ đi sâu vào những trải nghiệm độc đáo mà chỉ những người có tần số rung động cao mới có nếu bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn cảm thấy như vậy trong những tình huống nhất định hoặc tại sao bạn lại ảnh hưởng đến mọi người và động vật theo một cách đặc biệt thì bạn đã đến đúng nơi rồi Hãy cùng theo dõi, bởi vì bạn sắp khám phá ra một số sự thật thú vị về bản thân và năng lượng mà bạn mang đến cho thế giới. Sức hút tự nhiên đối với trẻ em và động vật. Bạn đã bao giờ để ý thấy có những người dường như có sức hút đặc biệt đối với trẻ em và động vật như thể có một nam châm vô hình? Điều này không liên quan đến ngoại hình hay trang phục, mà xuất phát từ một điều gì đó sâu sắc và thuần khiết hơn sức hút tự nhiên này chính là một trong những dấu hiệu đặc trưng của những người có tần số rung động cao hãy cùng phân tích sâu hơn trẻ em với cái nhìn không bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh có khả năng cảm nhận năng lượng một cách đặc biệt chúng bị thu hút bởi những người tỏa ra sự tích cực và ấm áp bản năng mách bảo chúng biết đâu là nơi an toàn và được yêu thương đó là sự thuần khiết của trực giác một khả năng chưa bị tác động hay học hỏi để nhận ra lòng tốt chân thật khi một đứa trẻ tìm đến bạn với sự tin tưởng và niềm vui đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang phát ra một nguồn năng lượng tốt đẹp và tần số cao động vật cũng giống như trẻ em hoạt động dựa trên trực giác mà chúng ta những người trưởng thành thường khó có thể hiểu được chúng cảm nhận thế giới thông qua năng lượng và rung động bạn đã bao giờ thấy một chú mèo bình thản tiến lại gần và nằm gọn trong lòng bạn kêu rừ rừ như thể hai bạn đã là bạn thân từ lâu hoặc có lẽ một chú chó vẫy đuôi chọn ngồi bên cạnh bạn mặc dù mới gặp bạn lần đầu điều này không hề ngẫu nhiên động vật bị thu hút bởi năng lượng yên bình và ổn định mà những người có tần số rung động cao phát ra đó là cảm giác an toàn sự đồng điệu với sự bình yên và tình yêu bạn mang trong mình sức hút tự nhiên này không chỉ là một trò vui hay một hiện tượng kỳ lạ nó phản ánh trạng thái nội tâm của bạn một biểu hiện hữu hình của sự bình yên và tích cực mà bạn tỏa ra đối với những người có tần số rung động cao sự kết nối với trẻ em và động vật là một lời nhắc nhở về sức mạnh của năng lượng thuần khiết không lời đó là một lời kêu gọi hãy nhận ra và nuôi dưỡng món quà này hiểu được tác động của nó đối với các sinh vật sống xung quanh bạn trong một thế giới mà hành động thường có sức mạnh hơn lời nói ngôn ngữ im lặng của năng lượng tạo ra những mối liên kết vừa bí ẩn vừa sâu sắc nó nhắc nhở chúng ta rằng ở cốt lõi chúng ta là những sinh mệnh của ánh sáng và năng lượng có khả năng truyền tải tình yêu và sự tích cực vượt xa giới hạn của ngôn ngữ nói sự chú ý ngày càng tăng từ mọi người sau khi khám phá cách những người có tần số rung động cao có một sức hút tự nhiên thu hút sự ngây thơ của trẻ em và bản chất trực giác của động vật chúng ta tìm thấy một sức hút tương tự nhưng rõ ràng là của con người đang mở ra hiện tượng độc đáo này không liên quan đến sự hấp dẫn về hình ảnh hay sự quyến rũ bằng lời nói đó là năng lượng bạn mang theo một ngọn hải đang tỏa sáng vô hình kéo mọi người vào quỹ đạo của bạn hãy cùng đi sâu vào sức hút quyến rũ này và những tác động của nó bước vào một căn phòng bạn có thể cảm thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình một sự tập trung tinh tế nhưng không thể phủ nhận dường như làm nổi bật mọi cử động của bạn đây không phải là trí tưởng tượng mà là thực tế của việc sống với năng lượng rung động cao sự hiện diện của bạn tràn ngập sự tích cực và bình yên tự nhiên thu hút sự chú ý nó giống như bạn là một ngọn hải đang sống thở hướng dẫn tàu thuyền vượt qua bóng tối bằng ánh sáng bên trong của bạn sức hút từ tính này bắt nguồn từ hào quang tích cực bao quanh những người có tần số rung động cao bạn không chỉ tồn tại bạn tỏa sáng niềm vui sự bình yên và thanh thản chảy ra từ bạn như một dòng sông và mọi người giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa bị thu hút bởi ánh sáng của bạn hào quang vô hình mà bạn phát ra mời gọi người khác đến gần hơn tìm kiếm hơi ấm và sự thoải mái khi ở bên bạn tuy nhiên việc trở thành trung tâm của sự chú ý như vậy không phải lúc nào cũng là một chuyến đi biển êm đềm trên vùng biển yên tĩnh đối với những người yêu quý sự riêng tư của họ hoặc mang một tâm hồn hướng nội ánh đèn sân khấu này đôi khi có thể cảm thấy quá sức thậm chí có thể là gánh nặng khuynh hướng tự nhiên có thể là rút lui tìm kiếm sự an ủi trong bóng tối tuy nhiên việc nhận ra sự chú ý này là sự phản ánh ánh sáng bên trong của bạn có thể biến nó từ một gánh nặng thành một món quà một công cụ để gây ảnh hưởng tích cực và kết nối hiểu và đón nhận ánh sáng bạn mang theo cho phép bạn điều hướng làn sóng chú ý một cách duyên dáng nó không chỉ là thu hút ánh nhìn đó là về việc chạm đến trái tim nâng cao tinh thần và có lẽ khơi dậy tia lửa tích cực ở người khác nhận ra tác động của bạn khuyến khích sự chấp nhận một cách duyên dáng đối với sự chú ý này biến nó từ một lực lượng áp đảo thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự thay đổi cũng giống như năng lượng của bạn thu hút sự thuần khiết và trực giác nó cũng thu hút tâm hồn con người thu hẹp khoảng cách giữa sự hấp dẫn đơn giản và những kết nối sâu sắc có ý nghĩa hơn sự chú ý này từ mọi người là tấm gương phản chiếu ảnh hưởng mà bạn nắm giữ một lời nhắc nhở về sức mạnh sự hiện diện của bạn nó không chỉ biểu thị một hành trình cá nhân rung động ở tần số cao mà còn là vai trò bạn đóng trong vũ điệu tập thể của năng lượng và sự kết nối kết nối sâu sắc tức thì với người lạ tiếp nối chủ đề về sức hút từ tính nơi những người có tần số rung động cao thu hút cả thế giới động vật và con người bằng năng lượng rạng rỡ của họ ta khám phá ra một khía cạnh đáng chú ý khác trong ảnh hưởng của họ khả năng tạo ra những kết nối sâu sắc tức thì với người lạ đây không chỉ là những cuộc trò chuyện hời hợt hay những trao đổi thoáng qua mà là những cuộc gặp gỡ tâm hồn cộng hưởng ở mức độ sâu sắc thường ngay từ khoảnh khắc tương tác đầu tiên hãy cùng khám phá xem khả năng phi thường này định hình cuộc sống của những người rung động ở tần số cao như thế nào hãy tưởng tượng bạn gặp một người lần đầu tiên và cảm thấy một mối liên hệ sâu sắc ngay lập tức như thể linh hồn của bạn nhận ra nhau từ kiếp trước loại cuộc gặp gỡ này thường hiếm và quý giá dường như là một sợi chỉ chung trong cuộc sống của những người có tần số rung động cao như thể linh hồn của họ hoạt động trên một tần số vượt qua những điều trần tục kết nối trực tiếp với bản chất của người khác điều gì thúc đẩy những kết nối tức thi này ở cốt lõi của nó đó là tính xác thực và sự cởi mở mà các cá nhân có tần số rung động cao thể hiện bản chất chân thật của họ không giả vờ hoạt động như một thỏi nam châm thu hút những người bị lôi cuốn bởi sự thật và chân thành tính xác thực này mở đường cho các cuộc trò chuyện đi sâu vào lĩnh vực trải nghiệm cảm xúc và những suy tư hiện sinh vượt qua mức độ bề nổi mà hầu hết các tương tác xã giao thường dừng lại những cuộc đối thoại diễn ra giữa những người có tần số rung động cao và người lạ không hề tầm thường chúng được đánh dấu bằng sự dễ bị tổn thương sự tin tưởng và sự sẵn lòng chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau đây là những cuộc trò chuyện để lại dấu ấn lâu dài nơi những câu chuyện cuộc sống ước mơ và nỗi đau được trao đổi tự do nuôi dưỡng cảm giác kết nối và thấu hiểu sâu sắc cứ như thể trong những khoảnh khắc này vũ trụ sắp đặt để đưa các linh hồn đến với nhau cho phép họ chạm vào cuộc sống của nhau theo những cách có ý nghĩa khả năng kết nối sâu sắc với người lạ không chỉ là tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn về hiệu ứng lan tỏa mà nó tạo ra mỗi cuộc gặp gỡ tâm hồn đều gửi đi những làn sóng tích cực và sự thấu hiểu ra thế giới Tinh tế chuyển dịch năng lượng tập thể hướng tới sự đồng cảm và kết nối. Đối với những người có tần số rung động cao, những tương tác này vừa là một món quà vừa là một trách nhiệm, một phương tiện để lan tỏa ánh sáng và thúc đẩy sự thống nhất trong một thế giới thường bị phân mảnh. Sự khó chịu với những người tiêu cực. Khi chúng ta hành trình qua bức tranh phong cảnh của sự kết nối con người, được soi sáng bởi ánh sáng của những người có tần số rung động cao, chúng ta gặp phải một địa hình đầy thách thức hơn sự khó chịu với những người tiêu cực khía cạnh này của sự tồn tại tần số cao tương phản rõ rệt với sự ấm áp của những kết nối tức thì và niềm vui thu hút những tâm hồn thuần khiết tuy nhiên nó cũng là một phần không thể thiếu của trải nghiệm tiết lộ sự tương tác phức tạp giữa các năng lượng khác nhau trong thế giới của chúng ta hãy cùng đi sâu vào hiện tượng này và ý nghĩa của nó đối với những người tỏa sáng rực rỡ trong bản chất chân thực của họ khi những người có tần số rung động cao gặp những người tiêu cực những người xa lầy trong tiêu cực, hoài nghi hoặc có xu hướng thao túng, một sự bất hòa rõ rệt nảy sinh. Nó giống như một cuộc đụng độ của các tần số, nơi ánh sáng gặp bóng tối và sự hài hòa gặp bất hòa. Sự bất hòa này không chỉ đơn thuần là một phản ứng cảm xúc, nó là một sự không khớp về rung động, được cảm nhận sâu sắc và thường khó điều hướng. Sự khó chịu mà những người có tần số rung động cao trải qua khi có sự hiện diện của độc tố là một phản ứng tự nhiên đối với sự xung đột này, một tín hiệu cho thấy năng lượng của họ chống lại các tần số thấp hơn. Điều thú vị là sự khó chịu không chỉ đến từ một phía. Những người tiêu cực thường phản ứng mạnh mẽ với những người thể hiện phẩm chất trung động cao, như thể ánh sáng của những cá nhân này hoạt động như một tấm gương, phản chiếu lại những bóng tối mà họ mang trong mình. Hiệu ứng phản chiếu này có thể gây ra sự phòng thủ, né tránh hoặc thậm chí là thù địch từ những người chưa sẵn sàng đối mặt với vấn đề của chính họ hoặc đón nhận tần số cao hơn đối với người có tần số rung động cao phản ứng này có thể khó hiểu và đôi khi gây đau đớn làm nổi bật những thách thức của việc duy trì độ sáng của một người trong một thế giới không phải lúc nào cũng chào đón ánh sáng thuần túy đối với những người đang đi trên con đường rung động cao việc hiểu và điều hướng sự khó chịu này là rất quan trọng nó liên quan đến việc nhận ra rằng không phải ai cũng ở một nơi mà họ có thể nhận được ánh sáng của bạn và đôi khi hành động tốt nhất của bạn là bảo vệ năng lượng của mình Thiết lập tranh giới trở thành một hành động tự yêu thương và bảo tồn bản thân, đảm bảo rằng ánh sáng của bạn không bị mờ đi bởi sự tiêu cực bên ngoài. Đó là về việc phân biệt khi nào nên tham gia và khi nào nên rút lui, luôn tôn trọng sự hướng dẫn bên trong của bạn và những sự thật trung động mà bạn thể hiện. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với sự khó chịu, những cá nhân có tần số rung động cao vẫn nắm giữ tiềm năng chuyển hóa. Sự hiện diện đơn thuần của họ có thể gieo mầm thay đổi mang đến cái nhìn thoáng qua về một cách sống cao hơn cho những người xa lầy trong tần số thấp hơn. Mặc dù sự chuyển hóa ngay lập tức là rất hiếm, nhưng ảnh hưởng tinh tế của năng lượng của họ có thể khởi xướng một sự thay đổi chậm chạp trong ý thức theo thời gian. Đó là minh chứng cho sức mạnh của ánh sáng chiến thắng bóng tối, của tình yêu chiến thắng nỗi sợ hãi và của lòng trắc ẩn chiến thắng sự phán xét. Cuối cùng, hành trình của một cá nhân có tần số rung động cao bao gồm toàn bộ quan phổ trải nghiệm của con người. Từ niềm vui của những kết nối tâm hồn đến thử thách điều hướng sự độc hại, chấp nhận quan phổ này bằng ân sủng, trí tuệ và cam kết không ngừng đối với sự toàn vẹn rung động của một người là điều xác định con đường của công việc ánh sáng. Đó là về việc tỏa sáng rực rỡ, không phải bất chấp bóng tối, mà là một ngọn hải đăng cho tất cả những ai tìm kiếm lối thoát khỏi nó. Trong việc điều hướng sự khó chịu ở những người độc hại, những cá nhân có tần số rung động cao khẳng định vai trò của họ như những chất xúc tác cho sự thay đổi thể hiện khả năng về một thế giới rung động bởi tình yêu thương sự thấu hiểu và kết nối chân thực cuộc khám phá về sự khó chịu ở những người độc hại này làm sáng tỏ sự cân bằng tinh tế mà những cá nhân có tần số rung động cao phải duy trì đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sức mạnh và khả năng phục hồi cần thiết để điều hướng các năng lượng đa dạng của thế giới chúng ta nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự nhận thức ranh giới và tác động sâu sắc mà việc duy trì tính toàn vẹn rung động của một người có thể có không chỉ đối với bản thân mà còn đối với ý thức tập thể nói chung sự thay đổi năng lượng đáng chú ý trong môi trường xung quanh vượt qua những động lực phức tạp của sự tương tác năng lượng đặc biệt là những cuộc gặp gỡ đầy thách thức với những cá nhân tiêu cực những người có tần số rung động cao sở hữu một món quà độc đáo vượt ra ngoài các tương tác cá nhân Họ có khả năng đáng kinh ngạc để tạo ra những thay đổi năng lượng đáng chú ý trong môi trường của họ. Khả năng này không chỉ liên quan đến việc tác động đến sự thay đổi trong phạm vi không gian cá nhân ngay lập tức của họ mà còn về việc chuyển đổi năng lượng tập thể của không gian họ sinh sống. Hãy cùng khám phá cách thức hoạt động của ảnh hưởng sâu sắc này và tác động của nó đối với thế giới xung quanh họ. Những người có tần số rung động cao mang trong mình một năng lượng nội tại giống như một làn gió nhẹ nhàng nhưng da dẳng. Nó tinh tế nhưng có tính biến đổi khi họ bước vào một căn phòng cứ như thể không khí tự thay đổi trở nên nhẹ nhàng trong lành và sống động hơn đây không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi mang tính ẩn dụ đó là một sự thay đổi rõ ràng có thể thay đổi tâm trạng động lực và thậm chí cả kết quả của các tương tác trong không gian đó nguồn gốc của sự thay đổi này nằm ở sự thuần khiết và sức mạnh của tần số rung động của họ một minh chứng cho khả năng duy trì trạng thái hài hòa và tích cực giữa sự hỗn loạn của thế giới khả năng bẩm sinh này để ảnh hưởng đến môi trường khiến những cá nhân có tần số rung động cao trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi họ không cần phải thực hiện những cử chỉ lớn lao sự hiện diện đơn thuần của họ có thể nâng cao rung cảm tập thể khuyến khích một bầu không khí yên bình cởi mở và tích cực hơn hiện tượng này xảy ra bởi vì năng lượng rung động cao tự nhiên tìm cách mở rộng lấp đầy không gian bằng ánh sáng và nâng cao các tần số thấp hơn lên mức của chính nó đó là một dạng giả kim năng lượng biến đổi năng lượng dày đặc hơn thành thứ gì đó nhẹ nhàng và linh hoạt hơn không thể thiếu đối với quá trình này là bản chất đồng cảm của những người có tần số rung động cao sự đồng cảm cho phép họ đọc được căn phòng cảm nhận được dòng chảy ngầm của cảm xúc và năng lượng tràn ngập không gian sự hiểu biết sâu sắc này cho phép họ biết trực giác cách tác động đến sự thay đổi tích cực cho dù thông qua việc tham gia vào cuộc trò chuyện đưa ra sự hỗ trợ thầm lặng hay đơn giản là bằng cách hiện diện sự đồng cảm của họ đóng vai trò như một cầu nối, kết nối các năng lượng khác nhau và thúc đẩy một môi trường nơi sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn có thể phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi năng lượng do các cá nhân có tần số rung động cao gây ra có tác dụng gần sống, mở rộng ra ngoài môi trường xung quanh. Mỗi người bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này đều mang theo một tia lửa của năng lượng được nâng cao đó, có khả năng ảnh hưởng đến các tương tác, quyết định và nhận thức của họ theo hướng tích cực hơn. Theo thời gian, những tia lửa riêng lẻ này có thể khơi dậy những thay đổi rộng lớn hơn góp phần nâng cao ý thức tập thể đó là lời nhắc nhở về sự kết nối của vạn vật và vai trò mạnh mẽ của năng lượng trong việc định hình thế giới của chúng ta đối với những người cộng hưởng với tần số rung động cao việc nhận ra và nắm lấy khả năng ảnh hưởng đến môi trường này là chìa khóa đó là về việc xem bản thân như một người quản lý năng lượng có ý thức sử dụng sự hiện diện của mình để thúc đẩy không gian tích cực hiểu biết và phát triển vai trò này vừa là một đặc ân vừa là một trách nhiệm mang đến một con đường để đóng góp vào việc chữa lành và nâng cao trường năng lượng tập thể nắm lấy vai trò rung động cao của bạn sau khi đã đi qua nhiều khía cạnh khác nhau của một cuộc sống có tần số rung động cao từ việc thu hút sự thuần khiết vượt qua thách thức đến việc biến đổi môi trường chúng ta đến với một điểm quan trọng nắm lấy vai trò rung động cao của bạn đây không chỉ đơn thuần là sự thừa nhận khả năng của bạn để tác động tích cực đến thế giới đó là một lời kêu gọi hành động một lời mời để bạn có ý thức bước vào sức mạnh và mục đích của mình hiểu được chiều rộng của tác động của bạn từ những thay đổi tinh tế mà bạn gây ra trong môi trường đến những kết nối sâu sắc mà bạn tạo ra đóng vai trò như một lời kêu gọi rõ ràng đó là một lời nhắc nhở rằng bạn không chỉ đi qua thế giới này bạn ở đây để định hình nó để hướng nó đến một tần số cao hơn nắm lấy vai trò này có nghĩa là xem mọi khoảnh khắc là cơ hội để lan tỏa ánh sáng nâng cao người khác và đóng góp vào sự thăng tiến tập thể trong ý thức sự hiện diện của bạn là một món quà không chỉ ở những không gian bạn chiếm giữ về mặt vật lý mà còn trong cuộc sống của những người bạn chạm vào cho dù thông qua một lời nói tử tế một sự im lặng ủng hộ hay đơn giản là bằng cách là chính mình đích thực bạn có sức mạnh để mang lại sự thay đổi nắm lấy vai trò rung động cao của bạn là nhận ra sức mạnh này và sử dụng nó một cách khôn ngoan hiểu rằng mọi tương tác là cơ hội để phản chiếu ánh sáng bên trong của bạn ra thế giới bước vào vai trò rung động cao của bạn không phải là đích đến mà là một hành trình một hành trình được đánh dấu bằng sự tăng trưởng và học tập liên tục nó liên quan đến việc trau dồi khả năng của bạn để luôn phù hợp với con người cao nhất của mình đặc biệt là khi đối mặt với nghịch cảnh hành trình này mang tính cá nhân và độc đáo nhưng nó cũng mang tính phổ quát, kết nối bạn với một cộng đồng những tâm hồn cam kết sống từ một nơi của tình yêu thương và tích cực. Bằng cách chọn nắm lấy vai trò rung động cao của mình, bạn góp phần tạo ra hiệu ứng gần sóng lớn hơn, một hiệu ứng vượt ra ngoài môi trường xung quanh bạn. Mỗi hành động tử tế, mỗi khoảnh khắc kết nối, mỗi lựa chọn để giữ thái độ tích cực khi đối mặt với tiêu cực đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng tập thể có thể thay đổi thế giới đó là minh chứng cho sức mạnh của hành động cá nhân để truyền cảm hứng cho sự thay đổi trên diện rộng chuyển đổi từ nhận thức về khả năng ảnh hưởng đến năng lượng sang việc có ý thức nắm lấy vai trò của bạn như một cá nhân có tần số rung động cao là một sự thay đổi sâu sắc đó là sự chấp nhận khả năng của bạn để trở thành một lực lượng cho điều tốt một ngọn hải đăng của sự tích cực trong một thế giới thường ở phía ngược lại khi bạn bước vào vai trò này hãy nhớ hành trình bạn đã trải qua những thử thách bạn đã vượt qua và những kết nối bạn đã tạo ra chúng là nền tảng mà bạn xây dựng di sản ánh sáng tình yêu và sự biến đổi của mình nắm lấy vai trò rung động cao của bạn không chỉ là sự phát triển cá nhân đó là một đóng góp cho hành trình tập thể hướng tới một thế giới tươi sáng và kết nối hơn đó là sự công nhận rằng trong mỗi khoảnh khắc bạn có quyền lựa chọn trở thành chất xúc tác cho sự tích cực người bảo vệ niềm vui và người quản lý sự hài hòa rung động gắn kết tất cả chúng ta khi chúng ta nhẹ nhàng khép lại những trang khám phá về cuộc sống và ảnh hưởng của những người có tần số rung động cao, chúng ta được nhắc nhở về vẻ đẹp sâu sắc trong cách sống chân thực và tác động biến đổi của nó đối với thế giới xung quanh chúng ta. Hành trình của bạn, được chiếu sáng bởi ánh sáng bên trong của bạn, không chỉ đóng vai trò là con đường giác ngộ cá nhân mà còn là ngọn hải đăng dẫn dắt người khác hướng tới sự nâng cao rung động của họ. Trên tinh thần chia sẻ và phát triển, Tôi mời bạn thực hiện một bước nhỏ nhưng mạnh mẽ trên hành trình của mình Để lại bình luận bên dưới với một suy nghĩ tích cực Một hiểu biết sâu sắc mà bạn đã đạt được Hoặc một khoảnh khắc trải nghiệm trung động cao mà bạn đã gặp phải Hãy cùng nhau tạo ra một tập thể tích cực Một không gian nơi mỗi bình luận trở thành chất xúc tác cho niềm vui và nguồn cảm hứng cho người khác Những người có thể đang tìm kiếm một dấu hiệu hoặc sự khẳng định cho hành trình của họ ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị.